không thể xuyên tạc bản tuyên ngôn độc lập 1945 là sự vay mượn ý tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là kết quả của một quá trình tư duy khoa học độc đáo và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử dân tộc ta đã có những tuyên ngôn của Lý Thường Kiệt năm 1077 với Nam Quốc Sơn Hà và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi năm 1428. Tuyên ngôn độc lập 1945 là mốc son lịch sử trong dựng nước và giữ nước, làm rạng rỡ nền văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc ta. Tuy nhiên, lại có những luận điệu xuyên tạc cố tình bóp méo cho rằng bản tuyên ngôn độc lập không mang giá trị nhân văn, là sự vay mượn ý tưởng tuyên ngôn của nước Mỹ, nước Pháp. Phương Nguyễn, Dân Làm Báo, ngày 7 tháng 8 năm 2024. Phải nói rằng, chỉ cần có đầu óc trung bình thì ai cũng có thể nhận ra là ngay thời điểm Hồ xuất hiện như ông Tiên Hiền Dịu, theo lời văn sướp mướt của Trần Dân Tiên, đọc tuyên ngôn độc lập ở Hà Nội với nội dung vay mượn ý tưởng tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của cách mạng Pháp. Đây là luận điệu xuyên tạc sai sự thật lịch sử. Như ta thấy, tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là văn kiện lịch sử, pháp lý, có tầm quan trọng đặc biệt của nước Việt Nam. Nó chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và hàng nghìn năm tồn tại của chế độ phong kiến. Từ đó đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có thể thấy, qua việc trích dẫn tuyên ngôn của nước Mỹ, Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định với thế giới rằng cuộc cách mạng của Việt Nam có ý nghĩa và tầm quan trọng như với các cuộc cách mạng của nước Pháp, nước Mỹ. Cách mạng Việt Nam là sự nối tiếp tất yếu trên con đường tiến hóa của nhân loại tiến bộ. Tuyên ngôn độc lập 1945 là bước đi của quá trình giải phóng giai cấp, giải phóng con người, thể hiện ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cùng với việc trích dẫn tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trích dẫn bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn bình đẳng về quyền lợi. Người viết: suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Với cách lập luận khéo léo, khẳng định quyền con người trong tuyên ngôn độc lập của nước Pháp, nước Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo thành quyền tự do độc lập cho dân tộc Việt Nam, và quyền chính đáng ấy không ai có thể tước đoạt. Nếu bị xâm phạm, cả dân tộc sẽ kiên cường đoàn kết, kiên trì chiến đấu để giành lại và quyết tâm bảo vệ. Ngày nay, qua các tư liệu của những người từng được sống làm việc với Bác viết lại hay kể lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm đọc nguyên bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ khi còn ở chiến khu Việt Bắc. Trước khi hoàn thiện văn kiện lịch sử này, người đã trao đổi lấy ý kiến góp ý của một số đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng, thành viên trong Chính phủ lâm thời, và đặc biệt còn tham khảo ý kiến của A. Patti, đại diện cho quân đồng minh. Sau này, các nhà sử học, nhà nghiên cứu quốc tế đánh giá bản tuyên ngôn độc lập 1945 có những điểm sáng nổi bật, thể hiện trí tuệ sáng tạo mang tầm quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư Shingo Shibata, Nhật Bản, nhận xét về tuyên ngôn độc lập 1945. Cống hiến nổi tiếng của cụ Hồ Chí Minh là ở chỗ người đã phát triển quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy, tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Nhà sử học Na Uy Tonnesen phát biểu: tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Việt Nam nằm trong những nguồn cảm hứng chủ yếu của một đường lối đấu tranh lớn khác sau chiến tranh, đó là quá trình phi thực dân hóa. Trong các cuộc cách mạng cộng sản, cách mạng của người Việt Nam nổi lên như là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và làm đảo lộn nhiều nhất. Chính nhà sử học, nhà văn Lady Bolton, người Mỹ, khi nghiên cứu bản tuyên ngôn độc lập, năm 1945, bà cho rằng cách chọn chữ rất hay của Hồ Chủ tịch, nó khiến ta liên tưởng đến huyền thoại gốc gác của Việt Nam, trong đó Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, đồng bào ở đây có nghĩa là tất cả nhân dân Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 còn rất nhiều từ ngữ,
mang tính tập hợp toàn dân như dân, nhân dân, dân tộc, không có một sự phân biệt nào. Như vậy, qua xem xét từ các phương diện, bản tuyên ngôn độc lập 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và công bố trước toàn thể thế giới cho thấy trí tuệ sắc sảo và lỗi lạc của người. Điều này càng khẳng định rằng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và vẫn mãi mãi soi sáng con đường của dân tộc Việt Nam. Do vậy, không thể xuyên tạc và cho rằng bản tuyên ngôn độc lập 1945 là sự vay mượn ý tưởng.